Sáng ngày 1 tháng 12, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú, trưởng đoàn công tác Ủy ban nhân dân huyện có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu. Theo báo cáo, trong năm 2022, toàn xã Phú Hữu đạt 19,7% chỉ tiêu huyện giao về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phấn đấu cuối năm đạt thêm 159 người, trong khi đó bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 88,1% và bảo hiểm y tế trong học sinh đạt tỷ lệ 100%. Địa phương đã trình bày một số khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn xã như đa số người dân trong độ tuổi đi lao động ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ cao nên công tác tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn. Cấp số thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và cấp sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chậm. Việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia chưa được kịp thời. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Phú Hữu đạt được trong công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm 2022. Để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý, tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tham gia bảo hiểm, tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm, ngư nghiệp theo đúng quy định, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm, đồng thời đề nghị các ngành chuyên môn của huyện hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.